Vâng, lần đầu tiên cho Phạm Thức Audio kính chào quý vị các bạn. Và trong video của ngày hôm nay, mùng 9 tháng 11 năm 2024, thì Phạm Thức Audio xin phép được giới thiệu đến anh em và quý vị các bạn một bộ nghe nhạc. Em để như này thì nó hơi lôm côm, anh em chưa hiểu ra trong vấn đề cho lắm. Và tại sao lại như vậy? Bởi vì em cũng đã ngồi với một bác khách, hiện tại bây giờ đang ngồi với một bác khách và đã test chiếc Lukman L80V vào với tai noise string. Và sau đó em lấy một chiếc âm ly Acouphase với mã số là 301 đánh vào cũng cùng một cặp tannoy và thấy cái chất tiếng giữa hai cái sản phẩm nó ra khác nhau. Âm thanh thì chúng ta khó có thể để mà giải thích thành lời. Thế nên chính vì thế mà em xin phép được không nói và bây giờ sẽ test một đoạn nhạc. Anh em quý vị các bạn chúng ta cùng đeo tai phone và nghe thử. Mặc dù là thu âm qua điện thoại thì nó sẽ hơi khó để mà phân biệt. Đấy, thì thôi em cứ giải thích bằng âm nhạc thôi. Điện thoại nó thu được bao nhiêu thì anh em nghe tạm vậy. Em đánh với chiếc CD Denon với mã số là QN10, có giải mã, em chạy đĩa. Và bây giờ đánh vào chiếc âm ly Acouphase 301. Mời anh em quý vị các bạn chúng ta cùng nghe thử. Vừa rồi quý vị các bạn đã được nghe một đoạn nhạc. Và anh em thấy rằng sau khi em tháo cái phần bảng tên ở đây ra thì chúng ta sẽ thấy bên trong nó có một cái 1, 2, 3, 4, 5 5 cái lỗ. Và mỗi một cái lỗ thì nó sẽ có ký hiệu riêng. Ký hiệu 3 cộng 1,5 cộng lever trừ 1,5 và trừ 3. Cái này nó là, nói cái khác nó chính là biến trở để điều chỉnh âm sắc của cái tép đồng trục ở trong này. Đó, chúng ta đặt ở giữa này lever có nghĩa là không thay đổi. Còn nếu chúng ta muốn nó kêu to, tép nó kêu to hơn, chúng ta để 1 cộng. Anh em thấy chưa? Đấy, tiếp tục muốn to hơn tiệm nữa. Nó không khác gì một cái tinh chỉnh. Về bản chất thì nó cũng là một cái tinh chỉnh. Nhưng mà tinh chỉnh ở đây nó chỉ là tinh chỉnh bao nhiêu ạ? Đấy, 5 cấp thôi. Trong khi đó những cái tinh chỉnh khác thì nó là những cái nút xoay. Đây, như con 933 thì là nút xoay cộng trừ 10 luôn. Đấy. Nhưng mà dòng tai noi này thì nó đang sử dụng bằng này chế độ. Đấy. Và chúng ta thì em hay để ở mức giữa. Nhà sản xuất cũng sẽ để ở mức giữa.
Đấy, nó bằng đồng này, nguyên khối. Đấy, mặt đồng phai vàng cực đẹp luôn. Đấy, anh em thấy cam pha tiếng tép nghe nó lanh tanh tí tách lạch tạch không? Đấy. Thực sự ra dùng từ ngữ để mà miêu tả âm thanh thì phải nói là như nào nhỉ? Khó đỡ. Thế nên là lắm lúc văn thì học không giỏi mà nhiều bác miêu tả là âm thanh nọ âm thanh kia. Thực sự ra là rất khó, bởi vì mỗi một cái tai nó sẽ nghe khác nhau. Nhiều bác thì nhìn một cô người mẫu thì bảo là xinh, nhưng nhiều anh thì bảo là người mẫu không xinh bằng vợ tôi. Hoặc là nhiều ông thì lại bảo không xinh bằng cô hàng xóm. Thế nên là không có một cái định nghĩa gì về âm thanh và về độ đẹp. Thế nên là phụ nữ của thiên hạ nó mới lấy được chồng. Đấy. Chứ còn ông nào mà cũng có một cái thẩm mỹ giống nhau thì lấy đâu ra nữa. Cũng như âm thanh cũng thế, rất nhiều loại. Từ cái loại đắt tiền, loại rẻ tiền, loại cột, loại cây, loại nằm, loại ngửa. Đấy. Thùng kín và thùng hở, nghe to, nghe nhỏ, nhiều bát, nhiều chép, acoustic, đủ kiểu. Mỗi người nghe một kiểu và mỗi người đánh giá chất âm khác nhau. Đấy. Còn nếu như mà ông nào bán hàng mà cứ khen cặp loa này đánh hay lắm thì em chịu. Chả biết. Với những ông mà chuyên nghe nhạc to, như hôm vừa rồi em lắp một bộ karaoke cho hai vợ chồng ông anh ở dưới trực nội ấy, thì phải nói là các bác cần to là trên hết, trầm là kinh khủng nhất. Đấy, tép phải rõ ràng, âm thanh bị vả kệ nó, quan trọng nhất là phải to, oánh phải tức ngực, tức người. Đấy, thế với họ thế là hay. Không thể bắt một bác nông dân ăn ít được, ăn ngon mà ăn ít được. Đấy, nhưng mà mấy em người mẫu thì cứ phải ăn thật ngon. Đấy, một miếng cũng được, nhưng phải ngon và đẹp. Và ngày hôm nay thì cặp tai Noise Sittling này, nó là HV kép. Thì với cặp loa như này thì được thiết kế với một bát đồng trục 25, tép nó ở bên trong này, tép họng vàng bên trong này. Lưới phải nói là siêu lấp lánh, đẹp, đẹp chấm hết luôn. Vành này là vành mạ vàng. Đấy anh em nhìn này, vàng đẹp chưa. Vàng giờ đang rẻ nên thoải mái đi. Cái mặt đằng trước này nó được thiết kế với một cái dáng vân này. Đấy, vân gỗ này. Cực đẹp. Ngay từ đầu video các bác nhìn thấy là em quay đến một cái điểm ở chỗ này. Thực sự ra đây là gỗ lạng và gỗ là gỗ thịt. Nên cái chuyện mà giữa màu sắc chỗ nọ chỗ kia nó hơi khác nhau một chút, đấy là việc của nó. Nhưng mà đây mới là chất, đây mới là xịn. Đấy. Đây, đây không phải là sứt sẹo gì, mà đây đúng là cái mắt của cái gỗ. Anh em cứ sờ đây, thằng tuột đẹp luôn. Đấy, nó đúng vào cái mắt gỗ. Đấy. Và cặp này hiện trạng về nó còn một cái hay nữa. Đó là nó còn nguyên hai cái chân. Và chân zin, vải căng của nó thì lại phải nói là đồng bộ một cách gọi là thuần túy. Nó cùng bộ với nhau mà, nên là đừng có chuyện mà nói là hai cái vải này không giống nhau nha. Vải giống nhau đẹp luôn. Và hậu sau thì phải nói là nét căng. Này, hậu sau nét căng. Anh em nhìn chưa? Tai Noi. Đấy. Tai Noi với Tech của hãng Tech đấy. Đấy. Số seri là 9958939. Cái số này nó sẽ trùng với một cái số seri ở chỗ này này. Cặp loa này thì anh em đừng chê về độ đẹp nhá. Không được chê đâu. Em dám khẳng định với anh em một câu đấy. Này, nó sẽ trùng với cái dãy số seri ở chỗ này này. Tí em sẽ lật con kia ra cho anh em xem. Đằng dưới của cái chân bát nó sẽ có một cái dãy số seri. Đây này. 992064. Thì nó tương tự với cái đằng sau này. Đây đây. 992064. Cái tem này của nó ấy, nó được dập vàng luôn nhá, dập vàng đồng luôn nhá. Đừng nói là làm mà in được nhá. Nhá anh em nhá. Đấy, chân đẹp chưa?
Đây, em sẽ tháo ra mình anh em nhìn này, cái khóa chốt đồng của nó này. Nguyên tắc hoạt động của nó này. Đấy. Đó. Muốn gỡ được chìa ra chúng ta phải xoay thêm vòng nữa. Tiếp tục sang đến bên cái này, bên này. Gõ cửa trái tim. Đấy, có một cái chìa khóa để mở trái tim này ra rồi. Và đây, cái dãy số seri của nó đây. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Em bật flash này. Bật flash này. 995839. Đấy, trùng số seri chưa anh em? Ra thì phải nói là hết nước chấm. Nghe nhạc mà bật từ nãy giờ bật rất nhỏ, lanh tanh thôi. Mà tiếng nhạc của nó phải nói là cực tốt. Riêng dòng tai noi Sterling này nó có một cái hèm ở chỗ này. Đấy. Đấy, hệ thống ma trận. Thùng của trong thùng, nó ở trong đây. Đấy, có một cái hèm này. Và cái hèm này chúng ta có thể đóng mở. Đóng mở để nhằm mục đích là thể hiện nó là thùng kín hoặc là thùng không kín. Với nhiều anh em thì sử dụng thùng kín hoặc thùng không kín thì anh em hạ cái này, thanh này lên. Đấy. Bốn cái hèm góc này. Nhưng em thì dễ nghe nhọc dòng nhạc đời mới thì bắt buộc phải mở thùng rồi. Bởi vì thùng mở bao giờ tiếng trầm nó cũng uy lực hơn, hay hơn so với thùng kín. Còn thùng kín thì nó thiên về lời, trầm gọn và với gặp với những anh em mà không nghe tiếng trầm. Hoặc còn tùy thôi. Nhiều bác chơi thùng kín nhưng mà ép tiếng trầm cho nó nịn xuống, gọi là nín. Đấy. Rồi, và những cái thì đã quay rồi. Cặp loa này thì phải nói là siêu xuất sắc về độ đẹp. CD thì phải nói là trùng từ đầu đến đuôi rồi. Chân loa đi theo. Em nói một chút về thông số kỹ thuật là chiều sâu này của nó là 31. Chiều cao này của nó là 106 và chiều ngang này của nó là 48 nhé. Đấy. Cặp loa này nặng đâu đó khoảng chừng tầm 60 cân đến 70 cân cả chân. Và trên thị trường thì cặp loa như thế này đang có mức giá bao nhiêu thì anh em tham khảo. Còn với Phạm Thức Audio thì giá đã có góc trên màn hình. Giá này là bao gồm có chân loa. Và giá này không bao gồm tiền cước, phí. Anh em mua cặp loa nó nhiều tiền như này thì đừng tiếc gì. Em khẳng định với quý vị bạn luôn, cặp loa này nếu vận chuyển theo đường bưu điện thì đâu đó sẽ rơi khoảng chừng tầm 7 đến 800 nghìn tiền cước. Đấy, và phải tốn khoảng chừng tầm 3 đến 400 nghìn tiền thùng xốp. Thì bên thùng xốp thì bên Phạm Thức Audio sẽ mua để đóng gói cẩn thận cho anh em. Còn về cước phí loa thì anh em chịu hộ em. Đấy, còn nếu bác nào mà lăn tăn thì em có thể nhận cho anh em tiền cước 800 nghìn cặp loa này vận chuyển đến tận nhà cho anh em theo đường bưu điện. Đấy. Cặp loa này em bao zin cho anh em tuyệt đối, tuyệt đối. Đấy, còn với chiếc Audi EcoFace, con này hàng bãi về chưa có thời gian lau chùi. Hiện trạng của nó đã được như thế này. Và chiếc Audi này, đây, E301. Con này nó có lau lướt 2 tầng. Đấy, lau lướt cấp độ 1, cấp độ 2. Mặt của nó thiết kế mặt phanh nhôm vàng chanh. Tem này, bát này, cộng AB này. Bọn này nó có le nhá. Mình vặn nó một lúc sau nó mới le, nó mới đóng kênh từng kênh một. Nó là dòng cao cấp mà, một thương hiệu nổi tiếng mà. Đấy, một thương hiệu to luôn, EcoFace. Đây là nút quay, qua cái này và không qua. Cái này là hiện trạng bây giờ này, em chưa tra dầu và chưa lau chùi tí nào cả. Hàng về cái là cắm điện test luôn cho anh em xem. Và với mức giá của chiếc Audi này thì trên thị trường đang rơi đâu đó 23-24. Thì Phạm Thức Audio xin phép được báo với anh em chiếc Audi này với mức giá là 22 triệu. 22 triệu nhá. Bao zin cho anh em và bảo hành cho anh em 3 tháng. Và với cặp loa này thì giá đã hiện trên góc màn hình rồi, em không nói thêm. Đấy, còn chiếc Audi Lookman 80V. 80V. Nguyên hộp xốp luôn. Nguyên hộp xốp luôn. Đấy, nguyên hộp xốp luôn với mức giá là 21 triệu. Anh em nào chung kết thì nhấc điện thoại đến alo cho em theo số điện thoại là 0972192087. Cảm ơn anh em rất nhiều đã xem ủng hộ kênh.